trời. Làm gì? Thế tới giờ tới nhà là mua vịt để nấu cho bà già, ông già ăn. Ăn cho ông bà già. Bây giờ về nhà nấu thôi. Ông mua gia vị trước. Ở chợ trong buôn này. Này. Ôi mưa rồi. À, nhà này còn bảy cây nữa, đi thẳng tới. Ok, tới nhà là cái gì? Nãy là hồi nãy mua con vịt rồi đấy các bạn ơi. Bây giờ là tới nhà là nấu vịt này, xào cho nó chín nên là ăn thôi. Cả nhà ăn luôn. Đó, về đến nhà. Như vậy là đã tới nhà rồi các bạn ơi. Này là con vịt và lai đai tâm sự với anh em. Xong một tí đi nhà đám ma nữa. Bác mất nên về lai đai tí rồi các bạn. Này là ăn cơm này. Đây, trên bát thì cơm chưa chín. Bây giờ ăn cơm xong rồi anh em sẽ đi. Đó, chia sẻ cuộc sống rồi các bạn ơi. Về rừng núi. Đây, bây giờ anh em sẽ ăn. Bây giờ tôi đi lên nha. Bữa cơm gia đình này các bạn ơi. Xong rồi. Ê, à, quay đàng hoàng mà. Đấy. Để xem bữa ăn gia đình thôi mà, có cái gì đâu mà sợ. Đụ nha. Bốn gia đình đây các bạn ơi. Đó. Cách anh em nấu. Về đến nhà bữa cơm gia đình. Mẹ bây giờ bố mẹ đang ở nhà đám ma rồi. Okay. Thôi bây giờ sẽ ăn thôi.